Quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Nói về cuộc sống và tiếp theo chương trình sẽ là tiểu mục Làm cha mẹ. Thưa quý vị, có lẽ là thời gian gần đây với quá là nhiều những tác động tiêu cực cũng như là những tác động không mong muốn của chúng ta khi mà có đại dịch Covid-19, khi mà có các nguyên tố khác, có rất rất nhiều những yếu tố gây ảnh hưởng tới môi trường và chúng ta cũng cần phải có những câu chuyện cũng như là có những cái cách thức để có thể giáo dục con, ý thức thực hiện cùng với con trong việc là chúng ta phải bảo vệ môi trường như thế nào. Khi mà hiện tượng trái đất nóng lên cũng đã kéo theo rất rất nhiều những biến đổi khí hậu, những hệ quả đang là một vấn đề chung của toàn cầu. Và dạy con bảo vệ môi trường ngay từ hôm nay cũng sẽ góp phần có thể tạo ra một thế hệ tương lai biết yêu quý hành tinh cũng như là trân trọng những gì mà các con đang có, đồng thời sẽ tạo cho các con một ý thức bảo vệ, tôn tạo những gì mà thiên nhiên đã ban tặng cho chúng ta. Và tương lai của chúng ta sau này như thế nào sẽ phụ thuộc rất nhiều vào thế hệ con trẻ, vào cách ứng xử với môi trường của thế hệ mầm non ngày hôm nay. Và để bàn về câu chuyện này thì xin mời quý vị khán giả sẽ cùng theo dõi những hình ảnh sau đây mà chúng tôi đã thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, được sống trong môi trường xanh sạch đẹp là niềm vui, niềm mơ ước của rất nhiều người. Tuy nhiên điều này lại càng hữu dụng hơn và thiết thực hơn đối với trẻ em. Trẻ em được sống trong môi trường trong lành thì có cái cơ hội phát triển một cách tối ưu hơn. Và để bàn về cái việc ý thức bảo vệ môi trường thì ngày hôm nay có mặt trong chương trình của chúng tôi là chị Phạm Bích Diệp, cán bộ tham vấn học đường. Dạ vâng, xin chào chị. Cảm ơn chị đã nhận lời tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Dạ vâng, thưa chị đánh giá như thế nào về ý thức bảo vệ môi trường của trẻ em hiện nay ạ? Thật ra thì nhìn chung thì hiện nay các con có cái ý thức bảo vệ môi trường tốt hơn rất là nhiều, bởi vì mình thấy là các bậc cha mẹ phụ huynh cũng họ cũng đã có cái giáo dục cho con ngay từ những năm tháng rất bé. Tuy nhiên thì cũng vẫn có một cái bộ phận không nhỏ những cái bạn học sinh, kể cả là từ cấp mầm non tiểu học thì các con còn nhỏ quá không biết, rồi đến những con cấp 2, cấp 3 thì cũng có những bộ phận là ý thức cũng còn tương đối kém, ví dụ như vẫn có thể vứt rác hoặc là không có ý thức bảo vệ môi trường cây cối chẳng hạn. Nhưng mà đấy chỉ là một bộ phận nhỏ thôi, mình thấy là bây giờ ý thức của các con cũng được nâng cao. Trường học thì cũng chỉ là một cái nơi mà trẻ đến, coi như là cái ngôi nhà thứ hai của trẻ. Còn phần lớn thì trẻ học những cái hành vi ý thức từ các bậc phụ huynh. Vậy thì theo chị thì gia đình có vai trò quan trọng như thế nào trong cái việc mà dạy trẻ ý thức bảo vệ môi trường? Chúng ta đã biết thì gia đình là cái một trong những cái môi trường xã hội hóa quan trọng nhất của con người. Đó là cái môi trường đầu tiên nuôi dưỡng chúng ta, định hình chúng ta cái nhân cách ngay từ những năm tháng đầu đời. Những cái tiếng bi bô đầu tiên, những bước chân đầu tiên là gia đình dạy. Vậy thì những cái hành động nhỏ để mà nó hình thành thành thói quen, nó phải ngay từ những khi đứa trẻ mới có vài tháng tuổi cho đến 1, 2, 3 năm tháng đầu đời. Người ta gọi là giai đoạn vàng để hình thành nhân cách. Đó. Còn nhà trường thì tất nhiên là quan trọng, bởi vì chúng ta chiếm cái thời lượng 12 năm phổ thông rồi mấy năm đại học ở nhà trường. Tuy nhiên nó cũng chỉ là cái môi trường cung cấp kiến thức và nó giúp ổn định cái nhân cách thôi. Còn gia đình sẽ theo suốt con người chúng ta từ khi sinh ra cho đến khi chúng ta mất đi. Vậy thì môi trường gia đình là một môi trường cực kỳ quan trọng để củng cố nhân cách. Đối với vấn đề bảo vệ môi trường cũng vậy. Thì như tôi đã nói đấy ạ, những năm tháng đầu đời nếu chúng ta dạy trẻ những thói quen tốt về bảo vệ môi trường, nó sẽ ngấm vào bên trong đứa trẻ, để sau này khi nó đi đến đâu trong xã hội, đến trường, nó ra ngoài xã hội thì tất cả những thứ đó nó là thói quen, nó làm tự nhiên như hơi thở, không cần phải cố gắng gì cả. Đó, cho nên nếu gia đình làm tốt cái vai trò từ đầu thì cái nhân cách đứa trẻ sẽ hình thành tốt hơn, đặc biệt trong cái vấn đề bảo vệ môi trường. Ngày nay thì các bậc phụ huynh thì thường quan tâm đến việc dạy cho con các cái loại hình năng khiếu cũng như là các cái môn tự nhiên xã hội, mà quên mất rằng cái việc dạy kỹ năng sống cho con, đặc biệt là dạy về ý thức bảo vệ môi trường cũng là chưa có. Chị có lời khuyên như thế nào? Đúng là hiện nay các bậc phụ huynh họ rất gọi là quá tham để cho con gọi là tham gia các lớp năng khiếu. Họ rất muốn con họ gọi gần như là nói vui là văn võ song toàn đấy, cầm kỳ thi họa cái gì cũng biết. Nhưng đúng là trong xã hội hiện nay thì chúng ta thấy là càng ngày những cái kỹ năng sống thường nhật thôi nó càng quan trọng. Đó. Thì các bậc phụ huynh nên chú trọng hơn đến cái chuyện là để cho con sống tốt trong cái điều kiện sống thường ngày, để nó đáp ứng được, tự đáp ứng được các nhu cầu của bản thân và đối xử tốt với môi trường xung quanh thì nó sẽ thiết thực hơn. Và sau đấy thì khi thấy đứa trẻ có bộc lộ năng khiếu gì thì chúng ta bổ sung thêm, chứ không nên quá quan trọng câu chuyện học văn hóa và năng khiếu mà quên mất những kỹ năng sống thường nhật, đặc biệt là bảo vệ môi trường, bởi vì môi trường là nơi mà chúng ta tồn tại, những thứ phục vụ chúng ta. Thì nếu chúng ta có kỹ năng đối xử tốt với môi trường thì môi trường nó sẽ gọi là đáp lại cho chúng ta những thứ tốt nhất, tuyệt vời nhất. Nhiều người thì cho rằng trẻ con là một cái tấm gương phản chiếu của người lớn, của cha mẹ. Vậy thì theo chị, việc làm gương về bảo vệ môi trường thì có ý nghĩa như thế nào đối với trẻ?
Nói chung cái việc làm gương là cái việc nó luôn luôn là rất quan trọng. Bởi vì là trẻ thì bao giờ nó cũng bắt chước, nó học qua hành vi, hành động nhiều hơn là lời nói. Có những người họ nói rất là hay, nói lý thuyết rất hay, nhưng cái hành động của họ lại đi ngược lại với lời nói, thì con trẻ ngay lập tức nó nhìn vào đó và nó sẽ học nhanh hơn cả lời nói rất nhiều. Cho nên những bậc làm cha là mẹ muốn con làm điều gì thì họ cũng phải làm những cái điều mà họ đã nói thì nó mới có cái tác dụng giáo dục đối với đứa trẻ. Ngay từ khi mà trẻ bắt đầu vào lớp 1 thì cũng đã thấy có rất là nhiều những cái bài giảng về, bài dạy về bảo vệ môi trường. Theo chị thì cái việc mà dạy trẻ ý thức về bảo vệ môi trường trong trường học thì có ý nghĩa như thế nào? Cái bảo vệ môi trường nó nằm trong bài giảng, nó nằm trong hoạt động, nó nằm trong những cái chiến dịch của nhà trường. Ví dụ như là chúng tôi có những cái chiến dịch là Ban Mai Xanh. Các con, các lớp học, mỗi một lớp học nó như là một cái vườn cây thu nhỏ. Các con sẽ tự mang đến những cái cây rất nhỏ thôi, nhưng mà góp lại thành một rừng cây của lớp và chăm sóc hàng ngày để chúng có ý thức bảo vệ môi trường từ nhỏ. Rồi là có những cái phong trào như là đổi giấy vụn, đổi đồ nhựa, lấy cây, lấy những cái cây xanh rất là xinh thôi nhưng mà bọn trẻ rất là thích. Và như thế là chúng cũng đã góp một cái sức mình vào cái công tác bảo vệ môi trường. Rồi nhà trường cũng luôn luôn nhắc nhở các con và nó cũng hình thành thói quen cái việc mỗi bước chân các con đi thấy rác thì các con sẽ nhặt. Và ăn xong cái vỏ hộp sữa thì có thể tôi thấy kể cả ở Ban Mai và nhiều trường học họ có phong trào đấy là kêu gọi các con sẽ bóp cho nó xẹp cái hộp sữa đi và gom lại chứ thay vì là vứt vào thùng rác. Thì đấy là những cái hoạt động ở các nhà trường mà tôi thấy nó rất là hiệu quả trong cái việc giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ. Sách vở thì vốn là khô khan và cái việc dạy trẻ qua sách vở thì cũng không thể nào mà đạt được những cái hiệu quả tối ưu được. Vậy thì theo chị, ngoài cái sách vở ra thì cái việc dạy trẻ trong các cái hoạt động ngoại khóa thì có ý nghĩa như nào? Chứ mình cũng vừa chia sẻ thì cái thời lượng mà học sinh học những cái tiết học về bảo vệ môi trường nó rất là nhỏ thôi. Hầu như trong các chương trình thì cũng chỉ có 1-2 tiết là cùng. Thế nhưng mà để mà cái thực sự để giáo dục được trẻ bảo vệ môi trường thì nhà trường đã tập trung nhiều hơn vào những cái hoạt động bên ngoài lớp học. Đó, đấy như những cái hoạt động về chăm sóc cây cối này, rồi là tái sử dụng, tái chế những cái vật liệu. Ví dụ như nếu như là đi quanh trường chúng ta có thể thấy đâu đó rất là nhiều những cái chậu cây làm bằng những cái vỏ chai nhựa. Đó, nhìn cây cây xanh tốt mọc lên từ những cái chai mà chúng ta tưởng là chúng ta vứt đi. Thì trẻ nó vừa phát huy tính sáng tạo mà nó có rất có ý thức bảo vệ môi trường. Đấy, rồi giáo dục trong từng cái hành động nhỏ một như vậy. Rồi ngay cả trong những cái phong trào, ví dụ như là chúng ta quen với việc là các con hay các bậc phụ huynh đến những ngày lễ thì thường tặng cho các thầy cô của mình những lãng hoa, những bó hoa. Thì Ban Mai nhận thấy rằng hoa nó cũng rất đẹp, rất rực rỡ, nhưng mà nó cũng chỉ sử dụng được vào ngày đó, rồi sau đó chúng ta vứt đi một cái lượng rất là hoang phí những cái giấy gói như vậy. Thì chúng tôi đã lập đến những cái phong trào ví dụ như tặng cây xanh. Tất cả những chậu cây đều là do các con học sinh và các bậc cha mẹ đóng góp. Nó giúp xây dựng một cái môi trường của trường học nó rất là xanh tươi và nó thân thiện với môi trường. Thì tất cả những thứ đó vô hình chung nó tác động lên cái ý thức của trẻ. Thì nó sẽ thấy bảo vệ môi trường là cái điều gì đó rất gần gũi. Dạ vâng, vậy đối với những cái đứa trẻ mà có những cái hành vi tiêu cực đối với môi trường thì các bậc phụ huynh phải làm gì ạ? Cái việc đầu tiên chúng ta quay lại với cái câu chuyện làm gương cái đã. Nếu như mà đứa trẻ có hành vi sai lệch, chúng ta phải xem nó đến từ đâu. Vì thường là đứa trẻ nó sẽ tập nhiễm, nó sẽ bắt chước từ người khác, đặc biệt là người lớn gần nó nhất là gia đình. Vậy thì bản thân cha mẹ cũng phải xem mình có làm cái hành động đó không đã. Nếu mình có làm, mình không thể nào nói được con đâu. Đó. Thì nếu như bố mẹ thấy rằng mình không làm nhưng con làm thì có nghĩa là con đã nhiễm từ đâu đó. Thì lúc đó bố mẹ mới có quyền nhắc nhở. Và tôi nghĩ rằng cái việc giáo dục trẻ thì cũng không nên quá gay gắt. Tất nhiên những hành động sai chúng ta cần sửa, thậm chí là sửa gấp. Thế nhưng mà nó cũng phải có cái sự nhẹ nhàng, lắng nghe đứa trẻ, uốn nắn từ từ. Và tôi nghĩ nó sẽ hiệu quả hơn là cái việc chúng ta gọi là trách mắng hay là phê bình quá gay gắt. Bây giờ trong giáo dục người ta cũng không khuyến khích cái câu chuyện gọi là quan mắng và đòn roi. Người ta khuyến khích những cái hình thức gọi là kỷ luật không nước mắt đấy ạ. Thì những cái hình thức nhắc nhở nhẹ nhàng và quan trọng là qua làm gương thì đứa trẻ nó sẽ lắng nghe và nó sẽ sửa đổi mình. Dạ vâng, xin cảm ơn chị Phạm Bích Diệp vì đã có mặt trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Những cách đơn giản để giúp trẻ có ý thức bảo vệ môi trường. 1. Luôn khen ngợi và ủng hộ trẻ trong những hành động bảo vệ môi trường. 2. Hướng dẫn trẻ phân loại rác và bỏ rác đúng nơi quy định. 3. Cùng con tham gia vào các chương trình bảo vệ môi trường. 4.
lưu ý trẻ sử dụng điện, nước một cách tiết kiệm. 5. Sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc thực phẩm. 6. Sử dụng các sản phẩm tái chế bảo vệ môi trường. 7. Làm gương cho trẻ về ý thức bảo vệ môi trường. 8. Đưa trẻ đến gần thiên nhiên. Và cuối cùng, 9. Cùng trẻ trò chuyện về đề tài môi trường. Khi mà xem những clip cũng như thông tin vừa rồi thì Vân Anh chợt nhớ lại những ngày thơ bé của mình. Mình còn nhớ là ngày xưa mỗi lần mà có tiếng leng keng cảnh đi đổ rác thì giờ đó cũng là tivi sẽ phát lên cái bài, mình còn nhớ rằng là Tổ quốc Việt Nam yêu dấu có sạch đẹp mãi được không? Điều đó tùy thuộc hành động của bạn, chỉ thuộc vào bạn mà thôi. Và dường như là câu hát đó cũng nằm lòng với hầu hết thế hệ 8X, 9X và đó cũng chính là câu hát để nói với chúng ta ý thức là bảo vệ môi trường. Từ những cái điều rất là nhỏ thôi, không nói gì lớn lao, từ việc là chúng ta hãy vứt rác đúng nơi quy định này, từ việc là chúng ta hãy tiết kiệm điện này, tiết kiệm nước này và rất là nhiều những hành động khác. Hay là hồi nhỏ khi đi học á, mình hay có chương trình kế hoạch nhỏ. Thì sẽ gom giấy vụn vào, nào là giấy vở đã viết rồi này, em hay giấy báo thích, này. Bởi vì hồi đó em cũng nhớ rằng là không những là em sẽ tự chủ động là tìm kiếm những cái rác của mình hoặc là những cái giấy vở của mình không làm nữa, không đường đến nữa, mà thậm chí là em còn xin luôn cả báo của ông ngoại chưa đọc đến, rồi những cái báo của ba mẹ hoặc là của chú, của cô, rồi thì rất nhiều những loại giấy rồi bìa khác nhau. Thậm chí là em gom, tại vì hồi đó trẻ con mà nên là mình cũng có một xíu cái gọi là bệnh thành tích đó. Đúng rồi, thi đua xem ai được nhiều cân hơn ạ. Và các cô rồi các thầy rồi cũng sẽ nói rằng là nếu như mà các con mà có được những cái thành tích thật là tốt thì cũng sẽ có được những cái điểm tốt cho phần thưởng cuối tháng này, hay là phần thưởng ngay lập tức vào điểm thi đua của các con mỗi tuần. Thế nên là đó sẽ là những cái hành động mà Phương Thùy nghĩ rằng là cũng sẽ tích cực giúp cho các con sẽ có thêm nhiều hơn nữa những cái ý thức bảo vệ môi trường, đúng không chị Vân Anh? Chính xác là như vậy. Với rất là nhiều những hoạt động mà Vân Anh tin rằng là bây giờ chúng ta có lục lại tuổi thơ của mình cho đến bây giờ thì đã có rất là nhiều những việc mà nhỏ thôi nhưng mà đã góp phần chúng ta hiểu hơn về việc là hãy ý thức bảo vệ môi trường từ những cái việc làm nhỏ nhất. Và với các bậc phụ huynh thì chúng ta cũng hãy đồng hành với con, bởi vì bố mẹ chính là những người thầy, người cô đầu tiên của con và gần gũi với con nhất. Chúng ta đừng ngại việc là hãy giảng giải cho trẻ hiểu những cái hành động đó có ý nghĩa như thế nào, giúp bảo vệ môi trường ra sao. Bởi vì nhiều bậc phụ huynh có thể nghĩ rằng là nếu như trẻ con còn quá nhỏ thì con hiểu cái gì đâu. Nhưng mà rõ ràng là trẻ luôn luôn có khả năng để tiếp thu và hiểu được những gì mà bố mẹ chia sẻ nếu như bố mẹ kiên nhẫn dành thời gian và chúng ta có cách chia sẻ dễ hiểu để giúp cho con có thể tiếp nhận được những cái gì mình chia sẻ. Bởi vậy thì điều đầu tiên đó chính là hãy giáo dục ý thức cho con bằng chính những cái chia sẻ hàng ngày của các bậc làm cha làm mẹ. Chính xác, từ những hành động thật là nhỏ thôi, ví dụ như là rèn con có ý thức tiết kiệm nước một chút ở trong gia đình này, có thể là uống đủ nước, có thể là sẽ dùng đủ nước trong các hoạt động vệ sinh, lau dọn nhà cửa, hoặc là sẽ tiết kiệm điện một chút khi mà con không dùng đến đèn ở trong phòng ngủ hoặc là phòng học thì con hãy tắt đèn đi, hoặc là với những cái hình thức tiết kiệm khác nhau, tiết kiệm giấy, tiết kiệm đồ ăn, rồi rất nhiều những hình thức bảo vệ môi trường khác mà bố mẹ của chúng ta hoàn toàn có thể dùng trực quan sinh động, có nghĩa là hãy trực tiếp hướng dẫn cho các con hoặc là chính mình cũng sẽ là người thực thi những cái việc đó để con sẽ có thể nhìn vào những bài học đó, nhìn vào những cái hành động đó từ bố mẹ và có thể hoàn toàn giúp cho các con có thể phát triển được cái ý thức gọi là bảo vệ môi trường. Và với những cái ý thức đó thì hoàn toàn quý phụ huynh cũng có thể giúp cho con có thể đến gần gũi với thiên nhiên hơn, hoặc là làm quen nhiều hơn nữa với việc là giúp cho con có thể có những chuyến tham quan công viên hoặc là vườn quốc gia, hoặc là trên thực tế thì cũng có thể là những khu vườn ở ngay gần nhà của chúng ta thôi, để giúp cho các con có thể là trực tiếp trồng cây hoặc là thử sức cùng với những việc bảo vệ môi trường một cách thật là đơn giản. Và hoàn toàn chúng ta cũng nên khuyến khích con tham gia vào những chuyến dã ngoại cho nhà trường tổ chức, để vừa là cơ hội để các con cùng với bạn bè vui chơi, có những khoảng thời gian ý nghĩa và cũng là nâng cao cho con ý thức bảo vệ môi trường. Đó cũng sẽ là những khoảng thời gian mà giúp cho trẻ có thể thư giãn được sau những giờ học căng thẳng, giúp cho trẻ quan sát, khám phá và sẽ thêm yêu nhiều hơn môi trường thiên nhiên. Và khi mà đã được tiếp xúc trực tiếp với thiên nhiên tươi đẹp kỳ thú cùng với rất nhiều điều để có thể khám phá, trẻ sẽ hiểu được sự tiếc nuối nếu như khung cảnh tươi đẹp đó bị hủy hoại, và chắc chắn rồi trẻ sẽ có ý thức nhiều hơn trong việc góp phần bảo vệ chúng. Và một điểm nữa mà các bậc làm cha làm mẹ chúng ta cũng hãy lưu tâm, đó chính là chúng ta chính là hình mẫu, là tấm gương để đứa trẻ soi chiếu. Nếu như mà chúng ta mong muốn con mình có ý thức bảo vệ môi trường thì chính chúng ta sẽ phải nâng cao ý thức bảo vệ môi trường từ những hành động, ví dụ như là vứt rác đúng nơi quy định này, hay là việc mà chúng ta cũng sẽ chủ động tiết kiệm điện này, tiết kiệm nước và tham gia những hoạt động hưởng ứng những phong trào bảo vệ môi trường. Bởi vì nếu như mà chúng ta bảo con là phải bảo vệ môi trường nhưng mà đôi khi không nhìn thấy thùng rác xung quanh, mà chúng ta lại tiện tay chúng ta vứt một chai nhựa xuống hay là vứt giấy xuống,
xuống lòng đường, thì khi đó trẻ sẽ cảm thấy mâu thuẫn giữa lời nói cũng như là hành động của cha mẹ. Bởi vậy bây giờ thì nếu như ví dụ như không tìm thấy thùng rác xung quanh thì chúng ta cũng hãy là gói gọn hoặc là để vào trong túi hay là một nơi nào đó trên xe của mình chẳng hạn, và để đợi đến khi nào mà chúng ta thấy thùng rác thì chúng ta mới vứt. Và khi mà con nhìn thấy rõ những hành động như vậy thì con cũng sẽ làm theo, hoặc là con có thể hỏi là tại sao bố mẹ lại không vứt, thì lúc đó bố mẹ sẽ có cơ hội để giải thích giúp con và giúp con hiểu hơn là việc mà chúng ta sẽ cần bảo vệ môi trường từ những hành động nhỏ nhất như thế nào. Tiếp nữa là Vân Anh thấy rằng là bây giờ khi mà những cái phong trào cũng như là những cái chương trình nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường nhiều hơn thì có rất là nhiều những hoạt động để trẻ có thể tham gia, từ việc là những cái chương trình như là không dùng túi ni lông này, hay là sử dụng những ống hút giấy này, hay là có những cái không gian tái chế để cho trẻ trải nghiệm này, hay ngay cả ở các trường ấy cũng tổ chức rất là nhiều những cuộc thi liên quan đến bảo vệ môi trường, từ việc là vẽ tranh bảo vệ môi trường này, hay là thuyết trình ý nghĩa này, hay là việc mà tổ chức việc trồng cây này, thì có rất là nhiều những hoạt động ngay từ ở khu mình sống cũng như là ở trường học để trẻ tham gia. Thì bố mẹ cũng luôn luôn khuyến khích với con, và có cơ hội thì bố mẹ cũng hãy nên tham gia cùng với con để cả nhà sẽ cùng có một kỷ niệm với nhau và cùng nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Vâng, mà có lẽ khi mà trẻ thực sự thấy rằng là rất rất yêu môi trường rồi, và thấy rằng là những người xung quanh chúng cũng như vậy, cũng luôn luôn đồng lòng có những cái ý thức bảo vệ môi trường, thì chắc chắn Vân Thùy tin rằng là thế hệ mầm non của chúng ta sẽ có một ý thức bảo vệ môi trường rất rất vững chãi, cũng như là về sau này sẽ còn tiếp tục lan tỏa những cái điều tích cực đó nữa đến cho những thế hệ tiếp theo. Và câu chuyện đó hy vọng rằng cũng sẽ mang lại cho quý vị khán giả, những bậc làm cha làm mẹ, những bậc phụ huynh cũng sẽ có thêm nhiều hơn những tham khảo, những sẻ chia cũng như là những cái kinh nghiệm để giúp cho con có thể phát triển thêm hơn nữa, cũng như là có thể yêu môi trường hơn nữa.